Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại ngồi đây tiếp tục quay trở lại với các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật liên quan tới lũ lụt ở miền Trung. Và trước khi vào câu chuyện thật là cảm động này, tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn gần xa một lời chúc bình an, mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, cầu mong cho đồng bào miền Trung tai qua nạn khói. Thưa các bạn, một câu chuyện mà đã lan truyền trên cộng đồng mấy ngày nay, báo chí đăng tải rất là nhiều, nói về một chàng trai lái xe tải mang 5.000 thùng mì đi đến miền Trung. Và 5 ngày anh ăn trên xe, ngủ trên xe, đuối sức nhưng sẽ không có gục ngã. Đây là một câu chuyện rất cảm động, nói về là một anh tài xế. Và miền Trung trong những ngày qua, đây là năm mà lũ lụt miền Trung lớn nhất, tôi thấy là lớn, rất là lớn. Và lụt thì chưa, nước chưa rút, bão số 7 đã vào đến bờ. Và kế theo trên bão số 7 là lại con bão số 8 ở ngoài là Đại Dương, Thái Bình Dương cũng đang đổ hướng về Việt Nam. Đây là thật là khủng khiếp, rất là buồn nghe những cái thông tin của dự báo thời tiết. Và chia sẻ về chuyến hành trình kéo dài 5 ngày cùng những người bạn của mình để cứu trợ các tỉnh miền Trung, anh Dũng cho biết cả nhóm gặp không ít khó khăn nhưng quyết vững bước để đồng hành với bà con cho đến khi là nước rút. Quả thật là một điều rất là một tấm lòng rất là tuyệt vời. Và mới đây câu chuyện về anh Nguyễn là Quân Dũng, chàng trai sống tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưng hết lòng xông pha vào vùng lũ để giúp đỡ người dân nơi đây đã khiến nhiều người chú ý. Được biết, sau khi biết tin nhiều huyện thành miền Trung gặp khó khăn, bị cô lập vì lũ, anh Dũng vừa bỏ tiền, vừa kêu gọi bạn bè trong vài ngày được hàng ngàn thùng mì tôm để cứu trợ. Đáng chú ý hơn, anh còn tự lái xe suốt 5 ngày đi đến những nơi ngập sâu ở Quảng Nam, Huế và Quảng Trị. Câu chuyện của anh Dũng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã mang đến sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Hầu hết mọi người đều ấn tượng với chàng trai mang vẻ ngoài phong trần nhưng có trái tim ấm áp này. Facebook của anh thường xuyên cập nhật tình hình chuyến đi, có khi anh còn là đi xuyên đêm giữa là trời mưa, rồi là gió to. Đó, mỗi chuyến như vậy là anh Dũng chở được khoảng là 1.000 đến là 1.200 thùng mì gói. Sau khi cứu trợ hết số mì mang theo thì anh Dũng sẽ quay đầu trở về Nghệ An lấy tiếp mì cứu trợ. Tức là anh cứ chở hơn là 1.000 gói mì đó vào miền Trung, đi từng nơi tận tay giao cho bà con. Đó, xong là anh tiếp tục hết rồi là quay về Nghệ An để lấy mì đi vào tiếp để mà đưa cho là cho bà con, trao tận tay cho bà con. Là trong hình là ảnh là trên Facebook là anh lội nước mì bõm rồi ngồi ăn là từng gói mì trên xe, thật là cảm động. Và anh Nguyễn Quân Dũng là cho biết là suốt 5 ngày qua anh và những người bạn đều là đuối sức, mọi người phải ăn trên xe, ngủ trên xe và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vừa chở hàng đi cứu trợ, anh Dũng và những người bạn vừa kêu gọi nhận thêm nhiều sự đóng góp từ các mạnh thường quân khác. Quá là cảm động câu chuyện của anh Dũng. Dù là người trực tiếp đưa hàng đến cho mọi người, anh Dũng vẫn là vô cùng là khiêm tốn, không nhận công về mình. Anh chỉ biết đây là công sức của các bạn bè, ân nhân cứu đói cho mọi người. Suốt quãng đường chở mì tôm cứu trợ liên tục, quần áo của anh Dũng ướt hết, không còn đổ mặc. Anh phải là đăng là trên là những cái dòng trạng thái trên Facebook là hỏi xin bạn bè, những người tốt hỗ trợ mình vài bộ đồ để tiếp tục hành trình. Là không, để cho là cái cuộc hành trình này nó không có gián đoạn. Tức là đồ áo của anh là ướt hết, vùng ngoài đó thì cứ là đến đưa tận tay mì tôm cho bà con thì phải lội xuống dưới nước, nước thì ngập đến ngang ngực, lội ra là trao thùng mì tôm cho bà con. Đó, và thật ra là 5 ngày qua là anh em thực sự là đuối sức, nhưng tôi sẽ cố gắng không gục ngã.
trước là nước lũ, tôi sẽ đồng hành cùng bà con cho đến là lúc nào mà nước lũ rút hết thì tôi mới nghỉ. Đó là anh Dũng chia sẻ. Trời ơi, thật là quý luôn đó các bạn. Tức là anh sẽ cùng đồng hành bà con, vừa giúp cứu trợ anh từ ngoài thành phố Vinh, Nghệ An chở mì tôm vào có hơn 1.200 gói mì, thùng mì, rồi lại tiếp tục quay trở ra lấy mì vào để phát cho bà con. Và trên đường đi thì mưa lũ, gió bão, rồi đi đến tận nơi những vùng xa vùng xuôi rất là nguy hiểm, nhưng những người bạn của anh cũng đang đồng hành với anh. Đây là một câu chuyện rất là cảm động, một tấm lòng vàng. Thì tôi cũng mong gửi câu chuyện này chia sẻ tên tất cả bà con ở Việt Nam của chúng ta cũng như bà con hải ngoại. Trong lúc này mọi người hãy hướng theo dõi về khúc ruột của miền Trung đang oằn mình. Trước thì lũ lụt, sau lưng ập tới là bão. Không biết tình hình bão số 7 ngày hôm nay nó vào bờ rồi sẽ như thế nào nữa đây. Rất là đáng thương các bạn ạ. Nên tôi là thường xuyên sẽ cập nhật những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân, những vùng trũng, những nơi nguy hiểm của miền Trung để là tôi sẽ gửi tới phục vụ quý vị và các bạn gần xa. Và các bạn biết không, ngày hôm qua tới giờ tất cả trên cộng đồng đang chú ý về cái thủy điện, cái thủy điện ở Huế đó các bạn. Đó, mà trong đó là có một số công nhân và một số người làm bên quân đội, bên quân khu 4 đó, đã mất tích. Và hôm qua đã đưa về 4 người bị thương về bệnh viện. Đó, có 1-2 người tử vong. Đây là quả thật là một điều rất là đau thương. Vì tìm ngày hôm qua giờ còn hơn 10 người nữa vẫn chưa liên lạc được, mất tích không biết thế nào. Nên là rất là trông mong. Và cứ thường ngày thường giờ thì lâu lâu lại xảy ra một vụ đuối nước, lật thuyền, chìm tàu, rồi xe lại bị cuốn trôi. Nên miền Trung là trong những ngày này rất là đau thương. Nên là mong các mạnh thường quân, tất cả chúng ta trên đất nước Việt Nam cũng như bà con là Việt Kiều hãy hướng về miền Trung trong cái lờ mùa mưa bão này. Và tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin nóng và nhanh nhất để tôi sẽ gửi tới các bạn, quý vị là đồng hành, luôn là đóng góp ý kiến cho tôi để tôi ra những video chất lượng hơn, cập nhật những thông tin chính xác để mong gửi tới phục vụ quý vị và cô bác anh chị gần xa trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bạn, nhất là các cô, các chú, các cháu đã luôn là theo dõi, ủng hộ và khuyến khích tôi để tôi đưa ra những cái thông tin bổ ích gửi tới phục vụ cho quý vị và các bạn. Đến đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.